Mời vòng thi đấu số 2 của lứa tuổi 2 cộng. Xin mời âm nhạc. Các con đi theo chú cầm cờ nhá. Nhìn chú cầm cờ vẫy kìa. Chú Long con lại vẫy các cháu nào. Các con nhìn theo chú cầm cờ kìa. Đi lên nào. Wow, vòng thi đấu này các con rất tự giác rồi ạ. Bố mẹ cổ vũ lên nào. Rồi bố mẹ hãy di chuyển về Bạch Đích ạ. Đợi con ở Bạch Đích ạ. Chúng ta đứng xa Bạch Đích ra giúp chúng tôi ạ. Rất đáng yêu, rất hồn nhiên. Đây thực sự là một lứa tuổi đáng yêu nhất của Sophie Wake Up Sweetie 2 ngày hôm nay ạ. Bằng tất cả sự hồn nhiên và ngây thơ, những gương mặt rất tròn non. Mình về đi rồi bố mẹ ơi, bách rồi. Nào, mình về đi là các con ơi. Đáng đi lại đâm vào nấm. Bánh rồi về số 2. Rất tuyệt vời ạ. Ở lứa tuổi này, hoàn thành đường đua đã là một thành tích vô cùng xuất sắc, tuyệt vời của các cô đơ ạ. Em bánh rồi về số 2. Xin chúc mừng tất cả các cô đơ nhí ở bảng đấu 2. Chúng ta đã hoàn thành được đích của mình vô cùng tuyệt vời.